các bạn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó sướng. Trời ơi, nó sướng các bạn ơi. Nãy giờ không dính, dính lần hai con. Lúc hả mày, đó, dính rồi bạn, đó. Sặc chập bá luôn các bạn. Nó trâu chổng nó dạng ăn hơn. Đó rồi, vậy cui cái lưng luôn. Sướng khinh khủng. Hai con nữa các bạn. Nãy giờ làm là 5 hai con rồi nha các bạn. 5 số cặp kìa. Giờ thả xuống lúc luôn. Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay lần đầu tiên dắt xí muội cũng cần đi câu cá luôn. Đây là Phó Trang cái coi. Đây con chào 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 cô chú đi. Phát tay lên xin chào. Ngoan quá. Rồi, hôm nay mình đi câu cá gì đây? Cá cha. Thôi mình hôm nay mình đi câu cá rô với cái gì thôi nha. Ừ, hôm nay đây kiếm chỗ mát mát này mình câu đây. Đây hồ câu cá giải trí Úc Đằng ở Cao Lãnh nha cả nhà. Đó, câu đây đi. Đó, nhiều nha. Đó, đây có mấy bạn cũng quen. Đó. Hai vợ con ngồi đây câu nha. Rồi, mình chuẩn bị lời vào nước này chọn mồi đây. Xuống mồi tiếp theo nha cả nhà. Mới thì ruột con hết sức ổn. Hết mọi luôn rồi. Còn có cọng tơ thử coi nó có ăn giống nãy nữa không. Cái gì cũng nhấp luôn rồi các bạn thấy không. Ta tắt máy quay thì nó ăn, quay lên thì nó nha. Nó nó bạn có cho nút mạnh nữa bạn, kinh thiệt. Dính 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 đó đó dính 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 đó, đã cho mọi người sặc chập bá luôn. Khủng nha các bạn. Siêu to. Tục nha các bạn. Nó mình mồi vuốt thì chúng ta để lử vô cái thao nọ bạn, chúng ta vuốt xong rồi thả mồi xuống thôi. Cái phao này của mình nó phải có lực đè xuống như này nó mới chứ nó mới dựng lên, tại phao mini nha các bạn. Nó mong cũng mong là có cá ăn nhấp nhấp rồi cho các bạn xem. Chỗ mình câu đây là hồ dịch vụ câu cá rô, cá chê, cá lóc các bạn, nhưng mà mình thấy có cá sặc gần nè, mình vô mình câu. Sặc gần, chúng ta cũng cho câu bình thường luôn. Đó, nó nặng nữa các bạn, nó các bạn. Dính nữa các bạn. Đó. Đó, cà bá luôn. Im. Đó, tiếp tục nha các bạn. Sặc gần siêu to luôn, siêu mập, siêu dày luôn nè các bạn, có lưng nó dày cui luôn. Sướng lắm. Đó, đây là mồi vuốt nha các bạn. Mồi vuốt tơ nhện nha. Đó. Lử siêu nhỏ. Nóc. Nóc luôn. Lúc hả mày, đó, dính rồi bạn, đó. Sặc chập bá luôn nè bạn. Nó trâu chổng nó dạng ăn hơn. Đó rồi, vậy cui cái lưng luôn. Sướng khinh khủng nha bạn. Sắp ruột luôn nè. Và sẽ gửi cho anh em. Nó trời ơi, nó mạnh luôn đó, xì tim luôn các bạn. Trời ơi, gì mà không dính các bạn. Thiệt là ổn quá đi. Đây mình còn cục. Còn cục tơ nhện chắc mình xả xuống mình nghi nó cũng ăn nữa đó các bạn.
nó quá. Rồi cho lúc mùa. Trời ơi, Diệu không dính các bạn ơi, hết cái ruộng. Còn tí xíu tơ nhờ anh thảy xuống rồi ăn không? Nó còn Diệu nó còn ăn luôn các bạn. Diệu ăn luôn nó. Ô dính rồi bạn. Trời ơi Diệu. Ôi ôi hết sức ổn, nó bựng tim rồi các bạn. Rồi xuống một mồi khác bạn ăn rồi bạn. Dính rồi bạn. Trời ơi có gô con. Quá tài thiệt chứ. Hai con nữa hai nhát rồi. Bây giờ nếu mà cái sặc không là không mình làm được. Con phải sao để trong đó nè. Nó có nhấp. Có nhấp. Trời ơi. Hết mồi luôn. Còn miếng tơ không biết ăn không. Hết mồi. Đừng có rít mồi nó ăn luôn các bạn. Có mùi lại dứt luôn. Xuống ngồi lỡ các bạn. Này hết mồi các bạn ơi. Như đá vậy nó bựng bựng như chắc có cá chê vô chứ thì. Bà gãy bám vô một cái luôn tính nhá. Ngon cái chè dục á. Chè cái gồm lắm. Bám vô gãy cái nát hả? À. Chụp má nhiệt vui luôn nha bạn. Trời hết ngồi. Trời ơi nó sướng. Trời ơi, nó sướng các bạn ơi. Nãy giờ không dính, dính lần hai con. Vậy nó mới sướng tay. Vậy nó sướng tay. Sặc. Hai con nha các bạn. Này quay được cánh này mới đã. Nãy quay cũng hai con nó không được, này quay được luôn nha mọi người. Sặc cái sặc gần.
nó nhấp nhấp các bạn thấy không? Nó nó nó. Dính. Không nhẹ thôi bạn ơi, mạnh nó tét nha bạn. Đó, sặc gần khủng. Rồi, giờ tiếp nha các bạn. Lâu lâu cài, lâu lâu tán ra cái sặc bự cũng ngon các bạn. Như cầu tí xíu nữa được lấy cái gọng thả vô bạn cho nó xuống dưới nước này nó sống cho nó mát. Để trên thùng sợ nó chết, nãy thấy chết con. Con đang sầu quá, chảy máu. Đó, nó lúc luôn rồi. Trời ơi, nó bự. Chà bá luôn. Ui, nó nhấp cái lúc luôn các bạn ơi. Chà bá luôn. Đã thiệt chứ. Ghê dành trọng mới học nghề, mới có học nghề có buổi à. Học nghề buổi một là câu được liền. Hết sức không có sắc nữa hơn cá rô nè anh em. Trời, anh thằng ơi có nó dày nó nội nó mập nè. Anh thằng ơi. Không có sắc nữa nè. Siêu to luôn nha bạn, bốn con tay nha. Đó. Rồi sẽ gỡ nó thôi bạn. Con này là bị ta giật quá tét mép nè bạn thấy không? Nó. Giật quá tét mép nè, mình giật nhẹ thôi bạn, dở lên nè. Quá khủng. Nghe bạn, mới lên cái sặc khủng nha bạn. Sặc cho bắn lửa luôn. Im có lý. Nhấp cái lúc vào luôn trời, dở lên cứng ngắt đã thiệt chứ. Mình mạnh đi quánh trời ơi ui ổn còn có miếng bột mà tôi nhện nào ơi nó ổn đổ đất đổ phân dê vô được chưa rồi đó hai đó rồi đó ui hết rồi xíu miếng ghiền là mùi nút không. Xá chim trắng gì nó là thầm nhát luôn mà nó xuống mò lại nha anh em. Hai con luôn các bạn ơi. Trời ơi sướng, hai con đấy, giờ làm ba lần hai con luôn các bạn. Sướng. Đó. Ồ nay càng trên nó chậm ăn sâu xuống xíu nó ăn mạnh luôn các bạn. Đó, còn cặp nữa nha các bạn. Sướng thứ nào chịu nổi. Ý, tê tái luôn nha, con nào nuốt không? Con nuốt à, con mép. Trời bá luôn anh em. Rồi. Tùm lum cá ghĩa cái sạch ghĩa nè các bạn đó đó. Ui bình kia bình kia đó ghiền rồi đó, bắt đầu ghiền rồi đó nghe anh Út.
Không phải là câu ai câu cũng dính, thấy không? Dạ. Thôi, hết sức nó mập như vậy nè các bạn. Ghê các bạn lưng nó không? Rồi, sẽ tiếp nha các bạn. Cả nhà, mình mới vuốt xong rồi cả nhà, nó xuống ngồi. Mình giờ mình đánh nó hơi sâu xuống tí xíu. Sớm mình đánh cả 25 xăng, giờ mình đánh cả 40 xăng luôn. Rồi con cá nó ăn cũng có ăn nó bạn, nó bạn, nó. Dính luôn nghe bạn. Đó. Vừa thảy xuống trời. Con cá chim, con cá cha gì nó quợn nữa nè các bạn. Chết rồi. Nãy nó mới đi giờ kéo ra nó tán nữa, chạy vô đây nữa. Rồi, lùm nữa nha các bạn. Cá còn ngớp nha các bạn. Nó cứ nhấp nhấp là mình vuột thôi. Có điều cái phao của em nó hơi khó coi xíu nên thông cảm nè. Đó. Cái hình tượng. Đó. Ủa, hai con nữa các bạn ơi. Bây giờ mấy lần hai con rồi nha bạn, 4 lần rồi đó. Đó, hai con nữa nha bạn. Đó. Sướng không bạn? Dạ Nguyễn nó thấy cánh này, bộ nó thấy đâu. Đó. Quá đã luôn bạn. Lụm. Ta đang quay phim như cái lợi sừng sừng mắt xe đó bị đòn quá. Né được dướng xe, né cái xe dướng được. Còn kiếm chuyện nữa ha. Đó, canh cá tiếp nha mọi người. Đó cá ghẻ nữa. Nó thùng phải lụng lúc luôn mới đã các bạn. Mình nhấp nó. Nhấp cái nữa đi, rút xuống. Trời hụt lắc rồi cả nhà ơi. Còn mồi. À, thì ra là chắc có lẽ mình xả đáy mà nó xuống, con cá nó xuống sâu hơn, nó không lên mặt như nãy mình câu, nãy giờ câu gì nó ăn mạnh hơn. Đó. Nhấp. Dính nha bạn. Đó. Mình cá đó nha. Con này hơi nhỏ nhưng mà cũng to á, hơi nhỏ hơn nãy giờ thôi nha các bạn. Sao ơi. Đó, nó ăn nữa đó các bạn. Nó ngồi vậy không nghe được ai. Sao ơi. Dính nha các bạn, hai con nó gì gỗ bạn ơi, một con à, con bự, thử hai con nữa chứ, quá sướng nha các bạn, trời má lửa mập lù luôn, gỡ nha các bạn ơi, cá nhấp tiếp nha Hoàng. Dính. Ôi ôi sặc chà bá nữa các bạn ơi. Các bạn thấy mình giật nhẹ các bạn, giật mạnh nó bị tét nha anh em. Nó giật nhẹ thôi nha, được gắn quay vài con nữa rồi tranh thủ qua câu cho các bạn xem nữa. Câu một lử luôn nha các bạn. Cho nó ăn không nha các bạn. Cũng có ghẻ nha mày. Xong, đi lấy thẻo sớm giờ nó cũng nhão quá, cái thẻo này lắm mà. Nó. Dính. Đó. Con lý. Rồi, gọi cá nha anh em.
cá nghe các bạn. Trời ơi, gì không dính. Còn tí xíu. Cái hàng nha các bạn, đây kìa. Bả luôn. Úi rồi. Đi luôn, hết sức ổn trời ơi. Hai con nữa các bạn. Nãy giờ làm là 5 hai con rồi nha các bạn. 5 số cặp kìa. Kìa thả xuống lúc luôn. Ui ui, đâu có được kem ai. Con nữa nha các bạn. Sướng quá sướng rồi bạn ơi. Thì ra nãy giờ mình mới tìm rồi. À. Rồi, tìm tiếp nha các bạn. Giờ đừng đánh sâu xuống năng mạnh quá trời đúng không ạ? Nổi danh anh cũng chậm, nó năng nữa các bạn. Được để chậm chậm tí xíu thì lúc nó dính được hai con nha các bạn. To vô coi. Ui hết sức ổn. Cá ăn luôn nha các bạn. Ôi. Ta mắc quay phim mà điện ngoài đó. Nó bắt cá này lên xong gieo lại. Tạm dừng cái này. Có nhấp ghế nè. Trời ơi. Chắc quá tốt rồi. Còn miếng tơi nhện hết cám cũng biết ăn không, còn mùi cũng biết ăn không. Chậm. Đó đó. Còn dính luôn. Ôi ôi. Chà bá lửa. Chà bá luôn nha các bạn. Đó, hơi dính mép rồi, khỏe rồi, nãy giờ nuốt quá trời luôn. Đâu rồi, chụp bá luôn đâu rồi. Cục mồi này được cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Rồi hồi sẽ quay thành quả cho các bạn xem nha. Nói trong thùng mình với cái gọng mình gọng với khui gọng nó gọng bên cái dèo bên đó, đóng luôn. Đây nữa, này gán bào kiếm cá cho mần khô nha các bạn. Rồi. Cá chậm ăn cái mình lấy mồi mình xả lại gai xuống mà không có năng lại. Rút ra câu tí xíu mình trộn sáng rồi giống như còn thinh luôn bạn, làm vuốt nó có tí xíu mồi à. Nó câu này không có tốn mồi nhiều anh em.
Em câu cục gần 100g là câu tới chiều luôn. Sớm mình trộn lỡ đó đâu 300-400g gì. Nè, thêm thùng nữa đây nè. Đó. Hồi sẽ bỏ vô gọng nữa nha các bạn. Gỡ ra luôn, gỡ công dây ra luôn. Rồi, xin chào mọi người nha. Giờ cũng kết thúc sức câu nha các bạn. Hôm nay được mới cá sặc nhà ông anh mấy giùm, nó mồi vuốt cám bình cơm với bột tơ nhện nha anh em. Lần đầu tiên mới học nghề luôn. Hôm nay dưới trên thùng cũng kiếm mấy nè. Này mấy ký lên dưới lên thùng nữa các bạn. Nắp được 5 ký. Ủa 6 ký. Đây. Chứ còn trong thùng nữa nha anh em. Đó. Đó. Mình không biết, mình mới học nghề bình cơm mới chỉ. Con này con cá gì? Con cá trôi. Nè, thả lại nè nha. Cá giống rồi. Nè bạn, cá sặc nè bạn. Đó, siêu khủng chưa? Còn trong này rộng nữa nha anh em. Đó, trời cá sặc luôn nha anh em. Nè cá sặc không nha. Quá trời luôn. Tiếp cái rồi, tiếp cái đổ vô gọng giùm cái. Chưa, đổ vô gọng hồi nãy lên căng coi. Đó, lần đầu ra nghề nào bữa hôm mới học nghề Linh rồi, hôm nay thì ghê, đổ vô gọng lên về má gọng của mình. Đổ ra. Nào luôn. Hôm nay câu cái có lý dữ ta. Ngầu có chỗ một đó. Ngầu có ngay góc có chỗ một ngay đó luôn á. Mà tính ra con màu vuốt này có tí xíu mồi à, nãy có nhím mồi tí xíu à. Cũng 5 ký mấy. Gọng kìa 200 gram gì. Rồi chào mọi người nha. Giờ về thôi. À cái sạc không à. Làm khô hả bán? Về nhà làm khô luôn. Câu cực khổ. Đó.